Ngày thứ 10 của khóa thiền minh sát tuệ đã trôi qua. 10 ngày đã trôi qua. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra lại tất cả những gì chúng ta đã được học và thực tập trong 10 ngày này. Nếu còn bất kỳ chỗ nào chưa rõ, hãy làm cho sáng tỏ. Nếu đã rõ ràng rồi thì làm cho sáng tỏ và chắc chắn hơn để đem về nhà tiếp tục thực tập cho được nhiều lợi lạc lâu dài. Thiền minh sát tuệ là một con đường rất sâu và rất dài. Chúng ta chỉ mới bước những bước chân đầu tiên trên con đường đúng định hướng và rất quan trọng. Đây là hai phương diện rất quan trọng, giống như một con người có mắt thấy được hướng nhưng không có chân hay không có khả năng bước tiếp, hay một người không có mắt không thấy rõ đường thì có chân mạnh khỏe để bước đi cũng không chắc đi đến được đích cuối cùng. Vậy hai phương diện này rất quan trọng. Một người có mắt để nhìn thấy đích đến, đặt được hướng đúng và phải liên tục bước từng bước chân. Mỗi một bước chúng ta đi là một bước gần hơn tới đích. Vậy ở đây chúng ta phải biết rằng mình đã đặt chân trên con đường đúng tới mục tiêu tối hậu. Phải liên tục bước đi từng bước một, không để một cái nào bị thiếu sót, không để một cái nào bị mất quân bình hết cả. Chúng ta bắt đầu tu tập bằng cách phát nguyện nương tựa Tam Bảo, nghĩa là nương tựa vào Phật, nương tựa vào Pháp và nương tựa vào Tăng. Bằng cách nương tựa như thế, chúng ta đã không phải bị chuyển đổi từ một tổ chức tôn giáo này sang một tổ chức tôn giáo khác, hay từ một đoàn thể này sang một đoàn thể khác, một tông phái này hay một tông phái khác. Trong minh sát tuệ chỉ có sự chuyển đổi từ đau khổ sang hạnh phúc, từ vô minh sang trí tuệ chân thật, từ sự ràng buộc dính mắc sang việc giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Toàn bộ lời dạy của Đức Phật đều mang tính cách phổ quát cho tất cả mọi loài, mọi người, không phân biệt giới tính, màu da, sắc tộc, không phân biệt địa vị xã hội. Quý vị không nương tựa vào một người nào, một tín điều nào, một tông phái nào, mà hãy nương tựa vào tất cả các phẩm chất chân chính và tốt đẹp của sự giác ngộ, của sự giải thoát. Bất cứ ai khám phá ra con đường này dẫn đến sự giác ngộ hoàn toàn và thực hành, thực nghiệm, thực chứng để được giải thoát và giác ngộ hoàn toàn đều được gọi là một vị Phật. Phật là tỉnh giác, là giác ngộ, là giải thoát hoàn toàn. Con đường Ngài tìm ra hay thực chứng, thực nghiệm tự thân là Dhamma, là Pháp. Pháp ở đây cũng là những quy luật vận hành tất yếu của vũ trụ được ứng dụng vào ngay trong đời sống hàng ngày, ngay trong châu thân này. Và tất cả những ai tu tập theo con đường này và đạt tới trình độ thánh thiện được gọi là Sangha, Tăng già. Được khích lệ bởi những vị này, chúng ta nương tựa vào Phật, vào Pháp, vào Tăng để rồi tiếp tục thực tập, và chúng ta cũng sẽ đạt được mục đích là thanh lọc tâm giống như những vị này. Thực ra nương tựa chính là nương tựa vào phẩm hạnh, vào phẩm chất phổ quát của sự giác ngộ, của sự giải thoát mà tất cả chúng ta ai cũng có trong tự thân. Bây giờ mình phải làm sao phát triển nơi chính mình từng bước một cho đến khi nào nó hoàn thiện, tuyệt đối, hoàn toàn mới thôi. Và đây là lời di chúc cuối cùng của Đức Phật cho chúng ta. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa vào chính mình. Đừng nương tựa vào ai khác bên ngoài. Nếu có nương tựa, chỉ nương tựa vào pháp và luật của Như Lai hay pháp và luật của vũ trụ. Đây là những quy luật vận hành tất yếu. Từ vô lượng kiếp có Phật hay không có Phật thì pháp này, luật này vẫn liên tục vận hành trong tất cả mọi cái trong vũ trụ này. Không ai có thể giúp chúng ta ở bên trong. Không ai có thể thay thế chúng ta làm được hết tất cả những việc này. Vậy thì làm sao ai có thể giúp mình giải thoát giác ngộ? Ai có thể giúp mình thoát khỏi khổ đau, phiền não và sanh tử luân hồi? Mỗi một người phải tự chiến đấu cho chính mình. Mỗi một người phải tự làm việc cho chính mình, giải thoát và giác ngộ cho chính mình. Đồng thời, bất cứ một người nào có sự tiến bộ trên con đường tu tập đều phải phát triển hai phẩm hạnh này. Đây là hai phẩm chất cao quý đúng đắn để có thể nhận biết được một người nào đó đang có sự tiến bộ trên con đường thực tập pháp đúng đắn. Khi chúng ta đã thực tập một cách đúng đắn, đã có sự chuyển hóa tích cực, tốt đẹp, chúng ta đều luôn luôn mong muốn sự biết ơn và đền ơn. Biết ơn những ai đã tạo ra phương pháp này, đã duy trì phương pháp này, và đền ơn bằng cách mong muốn phục vụ những người khác, lan tỏa cho thế hệ kế tiếp, mà không đòi hỏi bất cứ một sự đền đáp lại. Chứ không phải đền ơn bằng cách quay ngược trở lại đền ơn những người đi trước. Bởi vì có thể những người đi trước sẽ không còn để chúng ta đền ơn, và đây không phải là một sự đền ơn thiết thực. Hãy tiếp tục thực hành cho mình, tiếp tục lan tỏa cho những người khác xung quanh mình trong hiện tại và tương lai bằng cách phục vụ, động viên, khuyến khích và hỗ trợ những người khác mà không đòi hỏi bất cứ một sự đền đáp lại điều gì. Hai phẩm chất này được nổi bật nơi Đức Phật Gotama, một vị Phật lịch sử gần nhất trong lịch sử của nhân loại. Ngài đã hoàn toàn giác ngộ do nỗ lực của chính Ngài và với lòng từ bi vô lượng đến tất cả muôn loài chúng sanh. Ngài đã tìm mọi cách để truyền dạy lại phương pháp này cho mọi người, để giúp cho mọi người thoát khỏi phiền não, khổ đau và sanh tử luân hồi. Những phẩm chất tương tự sẽ xuất hiện trong tất cả những ai tu tập phương pháp thiền này. Những ai đã diệt trừ được một phần nào thói quen cố hữu của tính vị kỷ, của tự ngã, sự nương tựa thực thụ, sự bảo vệ thực thụ là pháp mà tất cả chúng ta đã tu tập được cho chính mình, chuyển hóa cho chính mình. Tuy nhiên, song song với kinh nghiệm về pháp Dhamma, chúng ta hẳn sẽ nhớ ơn đến Đức Phật Gotama, vì Ngài là người đã sáng lập và tái tạo lại phương pháp này và giảng dạy cho chúng ta. Để trở thành một vị Phật không phải dễ dàng và nhanh chóng, nhất là một vị Phật toàn giác, chánh đẳng, chánh giác, cần rất nhiều thời gian, nỗ lực và sự vượt khó qua rất nhiều kiếp, triệu năm. Và sự thực tập của Ngài không phải chỉ vì sự giải thoát riêng cho chính mình, mà vì lợi lạc của chúng sanh. Và để thực hành được, chúng ta cần phải tích lũy 10 parami, 10 phẩm hạnh cao quý mà chúng ta đã được học ngày hôm qua. Rồi sau khi đã thành tựu được quả vị giải thoát giác ngộ hoàn toàn rồi, Tại sao Ngài không vào núi tuyết hay vào Niết Bàn để an hưởng tịnh lạc cho riêng mình, mà phải lại chịu khó khăn gian khổ để chia sẻ, hướng dẫn lại cho chúng ta, những chúng sanh vô minh cố chấp khó độ này, nghịch chuốc thêm phiền toái cho mình. 4-15 năm liên tục ròng rã khắp nơi để cứu độ chúng sanh, Ngài đã không từ nan bất cứ một nơi nào, một khó khăn nào. Liên tục đi đầu trần chân đất, 3 y 1 bát, từ nhà này đến nhà kia, từ làng này đến làng nọ, từ quốc độ này đến quốc độ khác, liên tục không ngừng nghỉ 4-15 năm thuyết pháp độ sanh, hỗ trợ cho chúng sanh nhận thức đúng đắn để thoát khỏi khổ đau, phiền não và sanh tử luân hồi. Đồng thời chúng ta cũng nhớ ơn những người, những vị thầy với lòng vị tha đã phấn đấu để tiếp tục duy trì sự thực tập, duy trì phương pháp thiền này được tinh khiết như thuở ban sơ xuyên suốt 25 thế kỷ vừa qua. Bắt đầu từ Đức Phật, vị đã tái lập lại được sự thuần khiết, đã chứng ngộ và chứng đắc, trở thành một vị hoàn toàn giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. Ngài đã chia sẻ lại cho 5 anh em bạn đồng tu là Kiều, Trình Như ban đầu. Từ đó đã hình thành nên tăng đoàn đầu tiên, và cứ như thế gia tăng dần cho đến 60 vị. Và Ngài bảo rằng: này các tỳ kheo, các vị hãy mỗi người đi một hướng, không nên đi chung đường, và hãy vì lợi lạc của chúng sanh, vì lợi lạc của mọi người, vì hạnh phúc và an vui của mọi người, hãy mỗi người đi một hướng, và cứ thế lan tỏa từ người này đến người kia, từ thầy đến trò, từ thế hệ này sang thế hệ khác, và duy trì sự tinh khiết ban sơ của phương pháp này. Đây là một điều không phải dễ dàng, không phải nhanh chóng được, và phải có ý thức tỉnh giác, phải hiểu được sự khó khăn gian khổ để duy trì sự tinh khiết. Không cần có số đông, không cần phải đáp ứng hết tất cả mọi nhu cầu mong muốn của chúng sanh, không phải thỏa mãn hết tất cả mọi cái chúng sanh mong muốn để được dễ dãi, được đông đảo. Không cần phải có hình thức, không cần phải cầu danh, không cần cầu lợi, chỉ vì nội dung rốt ráo quyết định căn bản là sự an lạc thực sự, hạnh phúc thực sự và giải thoát thực sự cho muôn loài chúng sanh. Với sự hiểu biết này, chúng ta đã phát nguyện quay về nương tựa Tam Bảo. Kế tiếp, chúng ta đã tiếp nhận và hứa giữ gìn 5 giới cho đến 8 giới. Đây không phải là một nghi thức hay nghi lễ. Bằng cách tiếp nhận và gìn giữ những quy giới, điều giới, nội quy, kỷ luật trong khóa học, chúng ta đã tu tập Sila, gìn giữ đạo đức. Đó là những nền tảng căn bản của phương pháp thiền này. Nếu không có nền móng vững chắc, toàn thể cơ cấu của sự tu thiền sẽ suy yếu, và càng thực tập lâu, càng lên cao, nó sẽ dễ dàng bị rạn nứt và sụp đổ. Giới ở đây cũng mang tính cách phổ quát mà không có bất kỳ một tính chất tông phái, đảng phái, tôn giáo nào hết cả. Đây là những nguyên tắc để sống hòa hợp, an vui, hạnh phúc. Chúng ta nguyện không làm tất cả những hành động hay lời nói gây quấy rối sự an lạc, hòa hợp, hạnh phúc của người khác hay chúng sanh khác. Tất cả những ai phạm những điều giới này, ắt đã phải tạo ra rất nhiều bất tịnh trong tâm của họ, đã tự phá hủy đi sự hòa hợp, an lạc và hạnh phúc của chính mình. Dù là một lời nói bất thiện hay một hành động bất thiện, thì đầu tiên cũng phải do một rung động bất thiện, một niệm khởi bất thiện trong tâm khởi lên, và cứ như thế nó tiếp tục gia tăng, sinh sôi nảy nở, để rồi không thể được kiềm chế trong tâm ý, nó mới biểu hiện ra bằng lời nói bất thiện hay việc làm manh động. Vì vậy, trong Minh Sát Tuệ, chúng ta đang cố gắng học để thanh lọc tâm, để cho tâm được thực sự yên tĩnh và tịnh lạc ở mức độ sâu thẳm nhất. Chúng ta không thể tu tập để thanh lọc tâm trong khi vẫn tiếp tục tạo ra những hành động và lời nói làm cho tâm vọng động và bất tịnh. Nhưng làm sao để chúng ta có thể phá vỡ được cái vòng luẩn quẩn, trong đó cái tâm vọng động luôn luôn thực hiện những hành động bất thiện qua lời nói hay cử chỉ, để rồi những hành động bất thiện ấy lại làm cho tâm trở nên vọng động, bất an hơn nữa. Đến với một khóa thiền Minh Sát Tuệ, chúng ta có rất nhiều cơ hội để khám phá và thực tập, phá vỡ màn vô minh, chặt đứt vòng luẩn quẩn này. Bởi vì với chương trình thời khóa liên tục, nội quy kỷ luật nghiêm ngặt và đòi hỏi sự giữ im lặng tuyệt đối, không giao tiếp bằng miệng, bằng mắt, bằng cử chỉ với tất cả những người xung quanh, cũng như môi trường thiện lành an ổn này, làm cho chúng ta khó có cơ hội vi phạm các giới điều. Cũng vậy, trong 10 ngày ở đây, chúng ta có sự hỗ trợ của các bạn đồng tu, chúng ta có sự hỗ trợ của ban tổ chức, của các vị phục vụ, các anh chị em thiện nguyện viên. Và với nền tảng này, chúng ta dễ dàng phát triển được sự định tâm Samadhi. Để rồi sự định tâm trở thành nền tảng của việc phát triển tuệ giác chân thật. Với tuệ giác chân thật này, với sự ứng dụng của các quy luật vũ trụ, chúng ta có thể từ từ thâm nhập vào các tầng sâu thẳm nhất của tâm và thanh lọc tâm từ mức độ vi tế sâu thẳm này. Trong khóa thiền này, chúng ta đã nguyện giữ gìn 5 giới để có thể học được phương pháp này. Sau khi đã học được phương pháp, đã thực tập được trong 10 ngày, thì chúng ta phải là người quyết định chấp nhận và thực tập phương pháp này, cần phải được giữ giới trọn đời vì lợi lạc của chính chúng ta và lợi lạc của những người xung quanh ta. Kế đến, chúng ta cũng học và phát nguyện tuân thủ lời dạy của Đức Phật và vị thiền sư hiện diện trong suốt 10 ngày của khóa thiền. Sự tuân thủ chỉ với mục đích để thử nghiệm phương pháp thiền này một cách công bằng và thuần khiết. Chỉ những ai đã tuân thủ như thế mới có thể dồn hết nỗ lực trong sự thực tập. Nếu ai còn hoài nghi, ngờ vực về vị thầy, về phương pháp, về người hướng dẫn, thì không thể tu tập một cách đúng đắn và miên mật liên tục được. Tuy nhiên, việc tuân thủ này không có nghĩa là trở thành sự tin tưởng chấp nhận một cách mù quáng. Điều này không thực sự liên quan đến Dhamma. Pháp là rõ ràng, là đơn giản, là hiện thực, đến để mà thấy, thấy bằng con mắt thực, thấy bằng sự thực hành, thực nghiệm và thể nghiệm ngay trên cơ cấu thân và tâm của mình, chứng nghiệm ngay trên thân và tâm của mình, chứ không có gì ở bên ngoài, không có ảo tưởng, ảo giác, không có nghi ngờ. Và chúng ta được khuyến khích thường xuyên để đến gặp vị thiền sư khi thực sự cần thiết, khi chúng ta không tự làm sáng tỏ được những nghi ngờ của mình. Chúng ta cũng phải tuân thủ cả thời khóa và nội quy của trung tâm của khóa thiền. Những điều này được đặt ra dựa trên kinh nghiệm của hàng ngàn học viên và thiền sinh trong quá khứ, để chúng ta có thể tu tập một cách liên tục và gặt hái được những lợi lạc tối đa trong 10 ngày ở đây. Tuy nhiên, những nội quy này, những thời khóa này, nó không phải chỉ ở bên ngoài, mà nó còn ở ngay trong từng cơ quan bộ phận hệ thống của chúng ta. Như vậy, nhờ tuân thủ theo đúng hết tất cả những nội quy, thời khóa và thực tập đúng đắn, chúng ta mới nhận thấy được kết quả ngay bây giờ và ở đây. Từ đó khích lệ động viên chúng ta tự nguyện tự giác về nhà tiếp tục duy trì sự tuân thủ thời khóa, nội quy bên ngoài và bên trong châu thân mình để được lợi lạc liên tục kéo dài. Trong thời gian của khóa thiền, chúng ta cũng được yêu cầu bỏ sang một bên hết tất cả những phương pháp mà chúng ta đã tu tập trong quá khứ. Ở đây mình không phán xét hay so sánh, nhưng để một cách khách quan và thuần khiết để gặt hái được lợi lạc tối đa, chúng ta yêu cầu chỉ gác qua một bên hết tất cả những gì mà chúng ta thực tập từ trước đến nay. Mặt khác, nếu khi chúng ta pha trộn nhiều phương pháp lại với nhau, có thể mang lại những khó khăn ngay bây giờ hay trong tương lai. Vì kinh nghiệm những vị thầy đã biết, và đó là lý do tại sao nhắc nhở chúng ta không nên pha trộn. Nếu quý vị có những khó khăn ngay bây giờ thì dễ dàng nhận ra và được hỗ trợ để chuyển hóa, để thực tập cho đúng. Tuy nhiên, có khi chúng ta không nhận ra được những tác dụng phụ hay là những nguy hiểm ngay bây giờ, và cứ như thế chúng ta phối hợp lại với nhau làm cho nó bị sai lệch và ảnh hưởng nghiêm trọng sau này. Mặc dầu đã được nhắc nhở, nhưng vì thói quen, vì tập khí, vì mong cầu đạt được kết quả nhanh chóng, và thậm chí vì số đông, vì phong trào, vì các phương pháp hiện nay đều dựa vào các phương tiện để cho dễ dàng, để có kết quả nhanh chóng, để thu hút số đông người tham dự, để cầu danh cầu lợi. Cho nên chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn, bởi sự cộng hưởng tâm thức, bởi xu hướng đám đông này. Do vậy, chúng ta tích pha trộn, chúng ta nghĩ là sẽ có kết quả nhanh hơn và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một lần nữa nó sẽ rất nguy hiểm về lâu về dài. Nếu chúng ta cứ tiếp tục đặt hai chân trên hai chiếc xe hay hai chiếc thuyền, đầu tiên xe hay thuyền di chuyển chậm, chúng ta không thấy sự nguy hiểm, nhưng càng tiếp tục di chuyển sẽ nhanh hơn, xa hơn, và hai sự khác biệt này sẽ kéo chúng ta lệch lạc và tạo nên những nguy hiểm khó khăn cho chúng ta. Vì vậy, nếu dùng những phương tiện cạm cợt trên mặt ý thức sẽ giúp chúng ta đạt được sự định tâm hay kết quả nhanh chóng, nhưng đó là sự che lấp màn vô minh giữa ý thức và vô thức. Đó là sự che lấp của những phản ứng mù quáng liên tục xảy ra ở dưới tầm sâu tàng thức, và làm cho gia tăng hạt giống của khổ đau liên tục mà chúng ta không biết. Vì vậy, khi bắt đầu tu tập, chúng ta được yêu cầu quan sát hơi thở để phát triển việc làm chủ tâm của mình, đạt được sự định tâm. Quý vị được yêu cầu chỉ quan sát hơi thở tự nhiên, đơn thuần, một cách khách quan mà không thêm vào bất cứ một hình ảnh, lời nói hay đối tượng nào. Một lý do của sự hạn chế này là để duy trì tính chất phổ quát của phương pháp, không mang tính cách tông phái, tôn giáo hay quốc độ, bởi vì ai cũng có hơi thở và ai cũng quen thuộc với hơi thở của mình. Không ai có thể duy trì được sự sống thân và tâm này của mình nếu không có hơi thở. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thêm một lời nói, hình ảnh thì chúng ta có thể đạt được kết quả tốt đẹp hơn, nhanh hơn, nhưng nó không còn mang tính cách phổ quát. Một lý do quan trọng hơn nữa, chúng ta được yêu cầu chỉ quan sát hơi thở đơn thuần tự nhiên một cách khách quan, không kèm theo bất cứ một đối tượng nào khác. Bởi vì toàn bộ tiến trình tu tập của chúng ta là một cuộc khám phá về sự thật ngay trên chính cơ cấu thân và tâm của mình, về cấu trúc tâm lý và vật lý đúng như thật, đúng như nó đang là, chứ không phải đúng như chúng ta mong muốn, đúng như chúng ta nghĩ tưởng. Đó là quan sát thực tại một cách khách quan như nó đang là, liên tục thay đổi, liên tục biến đổi, liên tục vô thường, để duy trì sự sống của thân và tâm này. Do đó chúng ta được yêu cầu hãy ngồi xuống và nhắm mắt lại, không lắng tai nghe bên ngoài, không hướng tâm nhìn ra bên ngoài, để hạn chế bớt tất cả những sự quấy nhiễu từ bên ngoài qua các giác quan của mình. Chúng ta cũng cố gắng không cử động thân của mình. Thân có yên thì hơi thở mới lắng và tâm mới tịnh. Và những lúc này thân, miệng, ý đều được giữ thanh tịnh hợp nhất thì chúng ta mới có thể cảm nhận được các hoạt động của nó một cách rõ ràng nhất. Và cái mà duy trì sự tồn tại trong giây phút hiện tại, sự sống thực tại của thân này là hơi thở. Và thế là chúng ta được học cách quan sát hơi thở này, thực thể này, cách tự nhiên, khách quan và đơn thuần, khi chúng đi vào, khi chúng đi ra. Không có một ảo tưởng, không có một mơ hồ, không có một mong muốn, không có một ham muốn hay ghét bỏ. Khi chúng ta không cảm nhận được hơi thở tự nhiên, thì quý vị được yêu cầu thở hơi mạnh hơn một chút. Chỉ có chính chúng ta mới biết được mình tác ý và hơi thở mạnh hơn một chút mà thôi. Không để những người xung quanh biết được và cảm nhận được hơi thở mạnh hơn của chúng ta. Chỉ cần tác ý và thở hơi mạnh hơn một chút để có thể cố định sự chú tâm và nhận biết sự va chạm hay di chuyển của luồng không khí qua lỗ mũi. Rồi sau đó hãy trở về lại với hơi thở tự nhiên, bình thường, nhẹ nhàng, êm ái. Chúng ta sẽ bắt đầu với sự thực hiện, nhận biết những điều rất thực và thô thiển rõ rệt này. Từ đó chúng ta sẽ bắt đầu đi xa hơn, tiến sâu hơn theo sự hướng dẫn tinh tế, cảm nhận được sự va chạm của luồng không khí vào viền mũi hay vách mũi khi nó đi vào, khi nó đi ra. Và cứ thế, từng ngày một chúng ta tiến sâu hơn vào thực tại tối hậu, tinh tế hơn, mịn màng hơn, tức là những cảm giác được xuất hiện tại những điểm va chạm trên viền mũi, vách mũi, trên mặt hay là toàn bộ châu thân. Và cứ như thế một cách liên tục xuyên suốt con đường tu tập, tại từng bước chúng ta liên tục sống với sự thật, duy trì sự thật, nuôi dưỡng thân và tâm bằng những sự thật, bằng những hơi thở, bằng những sự cảm nhận của những cảm giác ngay trên cơ cấu thân và tâm này, từ những cảm giác nặng nề chắc đặc thô thiển nhất đến những cảm giác mịn phạm vi thế nhất. Chúng ta không thể đạt được chân lý tối hậu bằng một sự tưởng tượng, bằng một sự mong cầu, bằng một ảo tưởng, ảo giác. Làm như vậy, chúng ta sẽ chỉ vướng mắc vào những tưởng tượng to lớn hơn và chỉ tự lừa dối mình. Nên nhớ rằng sự chân thật, giải thoát và thanh lọc tâm là mục tiêu tối hậu. Vì vậy, sẽ không có ham muốn và ghét bỏ trong từng đối tượng thực tập, trong từng giây phút thực tập, từ cơ bản ban đầu cho đến đường đi nước bước dẫn đến sự thức chứng tối hậu. Nếu thêm một lời nói vào hơi thở, chúng ta có thể dễ dàng định tâm nhanh chóng, nhưng làm như vậy sẽ gây ra nguy hiểm. Có thể quý vị sẽ nói lặp đi lặp lại lời nói, danh hiệu, nhưng mà chúng ta sẽ không còn quan sát được hơi thở, được thực tại sống động, được khách quan và tự nhiên. Và mỗi lời nói đều có một rung động đặc biệt khi chúng ta tụng một chữ, một câu, thần chú hay một từ đặc biệt nào đó. Và nó được lặp đi lặp lại và nó đã tạo ra một rung động nhân tạo, giả tạo, làm cho chúng ta bị chi phối, chìm đắm, làm cho chúng ta bị ngăn cách và không cảm nhận được những rung động thực tại sống động tự nhiên ngay trên cơ cấu thân và tâm này của mình. Do vậy, tại bề mặt cạn cợt của tâm ý, một lớp an lạc và hài hòa được hình thành, làm cho chúng ta có ảo tưởng, ảo giác là mình đã thực sự được bình an, hòa hợp, hạnh phúc. Nhưng màn vô minh đang che lấp giữa mặt cạn ý thức và tầng sâu của tàng thức. Tận sâu dưới đáy của tàng thức, những cảm giác liên tục xuất hiện, những phản ứng liên tục được hình thành và gia tăng với ham muốn, ghét bỏ, với những cảm giác dễ chịu và khó chịu, và sự phản ứng cứ tiếp tục liên tục xảy ra và nhân lên rất nhiều. Cách duy nhất để gạt bỏ những bất tịnh tiềm ẩn này là biết cách quan sát chúng, quan sát những cảm giác nổi lên trên bề mặt và biết cách đưa chúng trở về kết nối với nguồn cội sâu thẳm của tàng thức để chúng ta không phản ứng, không đồng hóa mình với chúng. Và nếu chỉ quan sát liên tục một cách khách quan những rung động tạo ra những cảm giác, ta sẽ dần dần tiến đến việc giải thoát hết tất cả những bất tịnh của mình, tức là quan sát những cảm giác, không đồng hóa mình với chúng và không phản ứng lại chúng một cách tự nhiên. Do đó, chúng ta sẽ đi đến mục tiêu tối hậu là thanh lọc tâm, không có bất kỳ một ham muốn, một ghét bỏ, không có bất kỳ một sự tưởng tượng, một ảo giác nào trên tiến trình khảo sát tu tập này. Sự hình dung cũng tương tự như thế. Nếu chúng ta tưởng tượng một hình dáng hay là một hình thể, một đối tượng bên ngoài, nó có thể ngăn cản sự tiến bộ, dù đó là hình tượng của một bậc thánh nhân hay giác ngộ. Phương pháp này sẽ đưa đến sự xóa tan sự thật bên ngoài, tất cả những cơ cấu chất đặc bên ngoài và bên trong cơ thể chúng ta, để rồi chúng ta sẽ tiến tới sự thật tối hậu. Từ sự quan sát sự thật bên ngoài hình thành do sự tập hợp của nhiều nhân duyên, luôn luôn chứa đựng đầy những ảo tưởng, bởi vì những nhận định, tưởng điều hành ở tầng lớp này mà sự nhận định thường rất lệch lạc vì các nghiệp cũ, vì các ký ức cũ. Sự nhận định bị nghiệp quả ảnh hưởng này phân biệt thiên vị sẽ đưa đến ưa thích và thiên kiến, đưa đến những phản ứng mới. Bằng cách xóa tan sự thật bề ngoài, ảo tưởng, ảo giác, chắc đặc này ta dần dần cảm nhận được những sự thật tối hậu trên cơ cấu thể chất và tinh thần. Cuối cùng chúng ta sẽ nhận chân được không có gì ngoài sự rung động sinh diệt trong từng khoảnh khắc, trong từng giây phút. Tại giai đoạn này, chúng ta không còn có thể nào có sự phân biệt được sinh và diệt, bởi vì nó xảy ra vô cùng nhanh chóng. Do đó, chúng ta không còn có những ưa thích và thiên kiến nảy sanh, không còn phản ứng để tạo nghiệp. Do vậy, phương pháp này sẽ làm suy yếu dần nghiệp của thức, của tưởng, và nhờ đó làm suy yếu dần các phản ứng của hành, đưa đến sự nhận định và cảm giác, ngừng hết tất cả các hoạt động phản ứng của hành nghiệp. Đó là sự chứng nghiệm được Niết Bàn, Nibbana. Nhưng nếu cố tình chú ý đến hình dáng, đối tượng, hình ảnh, ta vẫn chỉ còn ở trong sự thật bên ngoài hư cấu ảo tưởng mà không thể nào vượt qua được chúng. Vì lý do này, chúng ta không nên tưởng tượng, hình ảnh hay tụng niệm, không dùng bất cứ một đối tượng nào ở bên ngoài, một đối tượng giả, đối tượng chết. Sau khi đã định tâm bằng cách quan sát hơi thở tự nhiên, đơn thuần, cách khách quan, chúng ta bắt đầu tu tập dần đến lĩnh vực sâu hơn, Vipassana hay minh sát tuệ, để có thể phát triển tuệ giác chân thật, thanh nhà. Tuệ giác thấy rõ được tự tánh của các pháp là vô thường, vô ngã, đổi thay, sanh diệt liên tục, không ngừng nghỉ, và từ đó thanh lọc được tâm ở tầng lớp vi tế nhất, sâu thẳm nhất. Cứ như thế, chúng ta bắt đầu tập từ sự quan sát các cảm giác trên thân, từ thô thiển đến mịn màng, từ đầu xuống chân, từ bên ngoài bề mặt rồi đi sâu vào bên trong các nội tạng. Học cách cảm nhận được cảm giác ở bên ngoài đến bên trong, từ tất cả các phần của cơ thể, quan sát sự thật đúng như nó đang là, không có thành kiến cố chấp, không có định kiến, để phá tan sự thật về bề ngoài chắc đạt và để đạt đến sự thật tối hậu. Đây là minh sát tuệ. Mục đích là làm tan rã hết tất cả sự thật giả tạo chắc đạt bên ngoài, để cho thiền giả thoát khỏi ảo tưởng về cái ta. Ảo tưởng này là cội nguồn của mọi ham muốn, ghét bỏ và đưa tới nhiều khổ đau. Chúng ta có thể chấp nhận về mặt tri thức rằng đây là một ảo tưởng, ảo giác, nhưng sự chấp nhận này không đủ để chúng ta chấm dứt đau khổ. Dù chúng ta có tin vào một tôn giáo hay triết lý nào đi nữa, ta vẫn còn khổ khi tạo ra thói quen vị kỷ, dính mắc, ràng buộc. Để phá bỏ thói quen này, chúng ta phải thể nghiệm và thực chứng được bản chất không bền vững của tất cả các hiện tượng tinh thần hay thể xác, và sự phối hợp của hai cơ cấu này lại với nhau. Nó liên tục đổi thay không ngừng, đổi thay biến hoại không ngừng, rất nhanh chóng và ra ngoài tầm kiểm soát của chính chúng ta. Chỉ với kinh nghiệm này cũng đủ phá vỡ bản ngã, ảo giác và đưa đến sự chấm dứt mọi ham muốn, ghét bỏ và sẽ hết khổ đau luân hồi. Do đó, phương pháp thiền này là sự khám phá bằng kinh nghiệm trực tiếp bản chất đích thực của các hiện tượng được gọi là ta của ta hay tự ngã của ta. Có hai mặt của hiện tượng này là vật chất và tinh thần, hay còn gọi là thân và tâm, sắc và danh. Thiền giả bắt đầu bằng cách quan sát thực tại của thân, thô thiển vật lý. Thân thể này là tập hợp của 5 uẩn. Sắc uẩn là phần thân vật chất được kết hợp bởi 4 yếu tố để hình thành, là chất cứng, đặc, chất lỏng, chất khí và chất năng lượng hay hơi nóng. 4 uẩn còn lại thuộc về tâm và các đặc tính của chúng, như thức là sự nhận biết, tưởng là đánh giá so sánh với ký ức của quá khứ, thọ là sự xuất hiện của các cảm giác trên thân, và hành là những phản ứng mù quáng liên tục ở tầng sâu thẳm của ý thức trong tàng thức. Để thể nghiệm được thực tại này, chúng ta phải cảm nghiệm được thân, nhận thấy được thân mình, nghĩa là ý thức được cảm giác khắp nơi trên cơ thể của mình. Như vậy, việc quan sát thân gọi là quán thân, nhất thiết có liên quan đến sự cảm nhận các cảm giác liên tục nảy sinh trên cơ cấu thân vật lý này, được gọi là quán thọ. Tương tự như vậy, ta không thể cảm nghiệm được thực tại của tâm bằng cách tách rời những gì đang nảy sinh ra trong tâm. Như vậy, quán tâm nhất thiết có liên quan đến sự quan sát các nội dung của tâm, đó gọi là quán pháp. Điều này không có nghĩa là ta phải quan sát từng ý nghĩ một. Nếu chúng ta cố làm như thế, quý vị sẽ bị chìm đắm trong những ý nghĩ. Ta chỉ nên có ý thức về bản chất của tâm trong lúc này, dù có sự ham muốn, ghét bỏ, vô minh hay dao động có hiện diện hay không. Nếu có bất kỳ một sự ham muốn, ghét bỏ, vô minh, chúng ta đã không thực sự hiểu đúng pháp của vũ trụ là vô thường, vô ngã, khổ đau. Chúng ta bám víu, dính mắc, từ đó mới có ham muốn, ghét bỏ và dao động. Đức Phật khám phá ra rằng bất cứ cái gì nảy sinh trong tâm sẽ có kèm theo một cảm giác trên thân. Từ đó ý thức về cảm giác là rất cần thiết, cho dù thiền giả khảo sát về mặt tinh thần hay về vật chất của hiện tượng ta hay của ta. Sự khám phá này là đóng góp độc đáo nhất của Đức Phật, là điểm quan trọng chủ yếu trong sự giảng dạy của Ngài. Tại Ấn Độ, trước Đức Phật và cùng thời của Đức Phật cũng đã có rất nhiều vị thầy giảng dạy và tu tập về giới, định và tuệ cũng đã có. Nhưng tất cả chỉ là mặt nổi, mặt kính tính hay tri thức. Những phiền não trong tâm thường được chấp nhận là nguồn gốc của sự đau khổ, sự ham muốn và ghét bỏ, và phải được diệt trừ để thanh lọc tâm và được giải thoát. Nhưng tất cả chỉ hướng ra bên ngoài, tránh né bên ngoài, phản ứng với bên ngoài. Chỉ duy nhất Đức Phật mới tìm thấy con đường kết nối của cảm giác và phản ứng mù quáng sâu thẳm trong tàng thức. Chỉ có nhận biết được mắt xích này và chặt đứt được mắt xích này thì mới có thể đi đến mục tiêu tối hậu. Điều thiếu sót vào thời trước đó là chỉ hiểu biết một cách cạn cợt, không tìm thấy được mắt xích sự kết nối của cảm giác. Do vậy, chúng ta cứ liên tục phản ứng với những giác quan bên ngoài, liên tục phản ứng với hình thể, âm thanh, mùi vị hay sự xúc chạm, vân vân. Tuy nhiên, quan sát sự thật trong ta cho thấy đối tượng và phản ứng có một mắt xích không được chú ý, đó là cảm giác. Dù chúng ta có ý thức hay vô thức, dù chúng ta đang tỉnh giác, đang thức hay chúng ta đang ngủ say, phản ứng liên tục xảy ra. Ý thức không nhận biết ở tầng trên, nhưng tàng thức liên tục phản ứng với những cảm giác trên châu thân. Sự tiếp xúc giữa đối tượng và giác quan tương ứng làm cho cảm giác nảy sinh của nhận định và tưởng, đưa ra một sự đánh giá tốt hay xấu, và theo đó cảm giác trở nên dễ chịu hoặc khó chịu, và ta cứ tiếp tục phản ứng bằng sự ham muốn hay ghét bỏ. Tiến trình này xảy ra nhanh chóng đến nỗi tâm ý thức phần trên của chúng ta chỉ nhận biết sau khi những phản ứng này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần và đã gom tụ đủ sức mạnh để nổi trội từ dưới tầng vô thức lên trên phần ý thức, và lúc này chúng đã hoàn toàn khống chế chúng ta và chúng ta không thể nào phản ứng, không thể nào đối trị được chúng. Do đó, chúng ta phải ý thức về những cảm giác này, liên tục ý thức nhận biết những cảm giác và những phản ứng mù quáng để làm sao ngăn chặn được nó. Việc khám phá ra sự kiện này trước đây chưa ai biết, chỉ có Siddhartha Gotama nhờ khám phá ra được điều này mới chặt đứt được mắt xích này, và Ngài mới đạt được sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Do vậy, Ngài luôn luôn nhấn mạnh sự quan trọng của cảm giác, bởi vì cảm giác luôn luôn đưa đến những phản ứng bằng ham muốn hoặc ghét bỏ, rồi đưa đến khổ đau. Những cảm giác này nếu được nhận biết liên tục, hiểu biết đúng đắn, giữ sự bình tâm, thì với trí tuệ chân thật này, cũng chính nhờ các cảm giác này mà chúng ta mới ngừng phản ứng và tiến trình diệt khổ bắt đầu xảy ra. Và cứ thế chúng ta thoát khổ dần, thoát khổ dần. Trong minh sách tuệ, bất cứ cách tu tập nào cản trở sự ý thức về cảm giác trên thân đều có hại, cho dù đó là sự chú tâm vào lời nói hay hình ảnh, hoặc chỉ chú tâm vào sự cử động bên ngoài phần thô của cơ thể vật lý, hay là những ý nghĩ nảy sinh trong tâm. Tất cả đều phải phối hợp chặt chẽ, có mặt trọn vẹn, không thể nào tách riêng từng phần một hay là chú tâm vào từng phần một cách riêng lẻ, không đồng bộ, đồng nhất với nhau. Chúng ta không thể diệt trừ được khổ đau nếu như chúng ta không đi đến tận nơi nó sinh ra, nó phát xuất, đó là cảm giác. Phương pháp minh sát tuệ được Đức Phật giảng giải trong kinh Satipaṭṭhāna Sutta, tức là kinh tứ niệm xứ. Bài giảng này được chia làm nhiều phần nghiên cứu về những lĩnh vực khác nhau của phương pháp, hay nói đúng hơn là từng mức độ khác nhau của phương pháp. Đầu tiên, cạn cợt thô thiển là quan sát thân, rồi đến mịn màng vi tế liên tục hơn là quan sát cảm giác, quan sát tâm và nội dung của tâm, thông thường được gọi là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Tuy nhiên, mỗi đoạn hoặc phân đoạn trong bài giảng đều kết thúc bằng những từ ngữ giống nhau. Có thể có nhiều khởi điểm khác nhau trong việc tu tập, nhưng cho dù khởi sự ở điểm nào, mức độ nào, thiền giả cũng phải đi qua những chặng đường nhất định, trải qua những kinh nghiệm nhất định trên con đường đi đến đích cuối cùng. Và những kinh nghiệm này rất cần thiết trong việc tu tập minh sát tuệ, và liên tục được mô tả nhiều lần bằng những câu lặp đi lặp lại ở phần cuối của mỗi đoạn. Và một lần nữa, tất cả 4 phần này đều có liên quan mật thiết với nhau và hỗ trợ cho nhau, chỉ hơi khác biệt trong từng giai đoạn của tiến trình tu tập, từng giờ, từng ngày mà thôi. Không thể tách rời ra, giống như chúng ta đã học nguyên tắc số 3, kiềng ba chân của giới định tuệ, của văn tư tu. Chúng ta không thể nào tách rời và cũng không nên có sự khác biệt hay chênh lệch quá lớn. 4 lĩnh vực này luôn luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau, nhưng tiếc thay ngày nay chúng ta hay tách rời và làm mạnh mẽ một phần nào đó khi mình ưa thích, làm cho nó mất sự cân bằng, mất đi mối quan hệ mật thiết và sự đồng đẳng hỗ trợ cho nhau. Tại chặng đầu tiên, chúng ta cảm thấy sự nảy sinh và diệt mất Samudaya Vaya một cách riêng lẻ. Ở giai đoạn đầu tiên này, thiền giả ý thức được thực thể chắc đạo của thân vật lý gắn kết với những hình thức của những cảm giác thô thiển chắc đặc ứ ngạn trong thân nhiều hơn, và ta cảm thấy một cảm giác có thể là đau nhức, ngứa ngáy, co giật, căng cứng, nổi trội, và hầu như nó chi phối chúng ta nhiều. Nó tồn tại hơi lâu nhưng cuối cùng thì cũng diệt mất. Khi chúng ta thực tập quan sát một cách đúng đắn, liên tục và nghiêm chỉnh, dần dần chúng ta vượt qua chặng đường này và mình đã thâm nhập vào một giai đoạn sâu hơn, liên tục hơn, đó là Samudaya Vaya. Nơi đó ta cảm nhận được cảm giác mịn màng, vi tế, đồng nhất, xuyên suốt. Chúng ta cảm nhận được sinh và diệt ngay cùng một lúc, rất nhanh chóng, không có khoảng cách giữa chúng. Những cảm giác thô thiển chắc đặc đã biến mất. Những cảm giác mịn màng, vi tế, sinh diệt liên tục cực nhanh, sự chắc đặc của cấu trúc thân và tâm đã biến mất. Những cảm xúc chắc đặc mạnh mẽ và cảm giác chắc đặc mạnh mẽ đều đã tan rã ra, thành ra những rung động, những luồng luân lưu thông suốt, liên tục, mịn màng. Đây là giai đoạn băng gà, sự tan rã toàn bộ cấu trúc của thân và tâm. Và từ đó chúng ta chứng nghiệm được sự thật tối hậu của thân và tâm, không gì ngoài nhiều sanh và diệt, những rung động mịn màng vi tế của những sóng điện từ trường, sinh diệt đến đi, đổi thay liên tục không ngừng, không có một gì cố định, không có một gì chắc đặc, không có một gì là hiện hữu lâu dài hết cả. Băng gà là một chặng rất quan trọng trên con đường tu tập, bởi vì chỉ khi nào chúng ta chứng nghiệm được sự thật này, sự tan rã của cấu trúc thân tâm, thì sự ràng buộc mới mất đi. Từ đó chúng ta mới cảm thấy không bị ràng buộc khi đối diện với mọi hoàn cảnh. Nghĩa là chúng ta đã tới một trình độ Sankara Upekka, bình tâm và không phản ứng lại với tất cả các Sankara hành nghiệp. Xóa bỏ cái ta vô nghĩa, ảo tưởng và cái của ta. Và cứ như thế, những bất tịnh nằm rất sâu, những Sankara hành nghiệp chôn vùi trong vô thức bây giờ bắt đầu được biểu hiện lên trên bề mặt của tâm ý, tạo ra những cảm giác thô thiển ứ nghẹn chắc đặc. Đây không phải là một sự lui sụp mà là một sự tiến bộ, bởi vì bất tịnh không thể bị diệt trừ nếu không nổi lên bề mặt. Chúng ta nên nhớ, trong tàng thức của chúng ta dung chứa rất nhiều những hạt giống bất thiện, bất như ý. Do vậy, chúng phải được biểu hiện lên bằng những cảm giác thô thiển, ứ nghẹn, chắc đặc. Khi chúng nảy sinh, chúng ta chỉ cần bình tâm quan sát, không phản ứng lại với chúng và không đồng hóa mình với chúng. Và cứ như thế, hết bất tịnh này đến bất tịnh khác được biểu hiện lên trên bề mặt. Và nếu không được nuôi dưỡng, không được tiếp sức mạnh, không phản ứng lại với chúng, thì chúng sẽ bị diệt đi. Như vậy, chúng ta hãy tranh thủ tận dụng, dùng những cảm giác thô thiển khó chịu này làm phương tiện để diệt trừ hết tất cả những Sankara hành nghiệp về khổ đau do ghét bỏ mà chúng ta đã chất chứa từ rất lâu đời lâu kiếp. Chúng ta hãy dùng những cảm giác nhẹ nhàng, mịn màng, khoan khoái, vi tế này làm phương tiện để diệt trừ hết tất cả những Sankara hành nghiệp về ham muốn, bám víu mà chúng ta đã chất chứa từ rất lâu rồi. Như vậy, bằng cách duy trì được ý thức về các cảm giác được biểu hiện trên bề mặt của thân và duy trì sự bình tâm liên tục với mọi trải nghiệm, mọi cảm giác, ta liên tục thanh lọc tâm hết tất cả mọi phức cảm nằm rất sâu trong tàng thức, và càng ngày chúng ta càng tiến gần đến mục tiêu tối hậu của giải thoát hoàn toàn, giác ngộ hoàn toàn, niết bàn tịnh lặng. Bất cứ từ thời điểm nào, khởi điểm nào, chúng ta cũng phải đi qua hết tất cả những chặng đường này để tới được đích cuối cùng, niết bàn. Niết bàn tại chỗ hiện tiền cho đến niết bàn vô dư ý tối hậu. Ta đạt được mục tiêu sớm hay muộn tùy thuộc vào việc chúng ta tu tập chuyên cần liên tục hay không, và tùy vào sự tích tụ các sankara hành nghiệp của chúng ta trong quá khứ nhiều hay ít, cần phải diệt trừ tận gốc, cần phải diệt trừ sạch sẽ. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, sự bình tâm là cần thiết. Dựa trên ý thức về cảm giác biểu hiện trên thân vật lý, sankara phát sinh từ cảm giác trên thân, và hãy giữ sự bình tâm liên tục với tất cả các cảm giác này. Chúng ta ngăn ngừa không cho những sankara hành nghiệp mới được nảy sinh, và đồng thời ngay lập tức chúng ta cũng đã diệt trừ được những sankara hành nghiệp cũ. Cứ như vậy, bằng cách tỉnh giác quan sát các cảm giác biểu hiện trên thân và duy trì sự bình tâm liên tục, chúng ta dần dần tiến tới mục tiêu cuối cùng, mục tiêu tối hậu, giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau, ràng buộc và sanh tử luân hồi. Hãy tu tập một cách nghiêm chỉnh vì lợi lạc của chính mình, không nên xem thiền như một trò chơi, không nên xem như một thú tiêu khiển, không dùng nó để trốn tránh thực tại. Không nên thử hết phương pháp này đến phương pháp khác một cách hời hợt và không chuyên chú vào một phương pháp nào. Nếu làm như thế, chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được những chặng đường đầu tiên khó khăn, mới mẻ, gian lao của bất kỳ một phương pháp nào, và chắc chắn chúng ta sẽ không duy trì sự thực tập liên tục và sẽ không bao giờ đạt tới đích tối hậu. Dĩ nhiên, chúng ta có thể thử qua một vài phương pháp để xem phương pháp nào thích hợp với mình. Chúng ta cũng có thể thử nghiệm mỗi phương pháp vài ba lần nếu cần. Nhưng nên nhớ, không có gì dễ dàng giai đoạn đầu tiên, cũng như không có gì tồn tại mãi với thời gian. Nên nếu chúng ta đi tìm sự dễ dàng, tìm sự thuận lợi, tìm sự nhanh chóng, thì chúng ta sẽ phí cả đời mình để đi tìm thử nghiệm, mà không có một cái phương pháp nào gọi là phù hợp, không có một phương pháp nào được thực hiện cho rốt ráo nghiêm chỉnh, thì như vậy chẳng bao giờ chúng ta sẽ đi tới được mục tiêu tối hậu của mình. Hãy nên nhớ, Đức Phật và các vị thánh nhân đã tự thực nghiệm và thực chứng, không vì số đông, không vì chiều lòng mọi người, không pha trộn hay cắt giảm những khó khăn ban đầu. Chẳng hạn, vua Asoka sau Đức Phật chừng 3 thế kỷ là một người rất bạo tàn và ham muốn, một người rất tham vọng. Ông đã chinh phục hết tất cả những quốc gia nhỏ xung quanh Ấn Độ và tạo nên một đế quốc Asoka, một lãnh thổ rộng lớn, đã tàn sát, giết chóc và gây khổ đau cho rất nhiều người. Nhưng cuối cùng, khi đạt được những gì mình mong muốn, ông cũng chưa thỏa mãn. May mắn thay, nhờ những phước báo, những nhân thiện lành trong quá khứ, ông đã nhận ra được mình đã thỏa mãn khát vọng của mình và làm khổ đau, tổn hại quá nhiều người. Khi tiếp xúc được với phương pháp này, nhận diện được những hạt giống bất thiện của mình và cũng như những hạt giống thiện lành, ông đã từ từ tu tập chuyển hóa nhờ phương pháp này và trở thành một con người hoàn toàn mới với tràn đầy hòa hợp, an lạc và hạnh phúc. Biết ơn Đức Phật và những người đã duy trì phương pháp, và muốn đền ơn Đức Phật là chư vị thiền sư cổ xưa. Ngài đã tiếp tục lan tỏa phương pháp này đến tất cả các nơi trên Ấn Độ, lan tỏa không những cho trong dòng tộc con cái của mình mà còn lan tỏa cho đến tất cả các nơi xung quanh Ấn Độ. Sau đó Ngài lại nghĩ tại sao chỉ có Ấn Độ, những nước khác, những nơi khác và những người khác cũng có khổ đau, cũng do vô minh, tham lam và ghét bỏ. Vì vậy dần dần Ngài đã gửi các sứ giả, các vị thánh nhân đi khắp nơi. Những nước gần nhất là Tích Lan, Miến Điện, vân vân, rồi từ đó đến tất cả các nước phương Tây. Tích Lan may mắn có giáo pháp và được ghi lại những lời dạy của Đức Phật trên lá bổi để lưu truyền lại cho thế gian đời sau, nhưng không có sự thực tập đúng đắn minh mật, vì thế nó mất đi bản chất thực, phương pháp chỉ còn trên lý thuyết. May mắn thay, chỉ còn Miến Điện duy trì được sự lý thuyết và thực hành song hành với nhau, duy trì trong một số nhỏ người, không hình thức đông đảo, không hình thức lợi danh, còn giữ được sự tinh khiết ban sơ, do đó nó mới còn lưu lại đến ngày nay sau hơn 2.000 năm. Và rồi cũng thế, gặt hái được kết quả tốt đẹp từ sự thực tập này, từ thầy đến trò, từ thầy đến trò, và biết ơn, đền ơn, biết ơn, đền ơn bằng cách cứ tiếp tục lan tỏa phương pháp này một cách chân thật, tinh khôi cho thế hệ này đến thế hệ khác, và cuối cùng pháp này được mang trở về lại Ấn Độ để từ đó lại tiếp tục lan tỏa đến tất cả các nơi trên thế giới một cách tinh khôi, thuần khiết, để cho tất cả mọi người khổ đau trên thế giới đều có cơ hội được tiếp cận với chánh pháp chân thực, đơn giản, thực tại, để thoát ra khỏi những ảo giác của vô minh đã làm cho chúng ta ham muốn, ghét bỏ, vướng mắc, dính mắc, làm cho chúng ta đắm chìm vào khổ đau, sanh tử và luân hồi. Khổ khắp nơi trên thế giới, người nghèo khổ đã đành, người giàu cũng khổ, người bệnh khổ đã đành, người không bệnh cũng khổ, người ngu khổ đã đành, người trí thức càng khổ đau hơn khi chấp ngã, chấp tướng, khi tham vọng, khi bám chặt vào những ảo tưởng, ảo giác của ta và của ta. Nguyện cho tất cả những người đang khổ đau trên khắp nơi có cơ hội được tìm đến con đường thoát khổ. Chúng ta có may mắn tiếp cận, thực tập, thực hành và thực chứng, hãy tận dụng phương pháp này, tận dụng cơ hội có được thân người này, hãy liên tục thực tập, duy trì sự thực tập về lợi ích của chính mình và những người thân xung quanh, vì lợi ích của cộng đồng, của vũ trụ. Hãy liên tục lan tỏa sự thực tập đúng đắn của mình một cách tinh khiết. Nguyện cho quý vị luôn được hòa hợp, an vui, hạnh phúc. Nguyện cho tất cả mọi loài chúng sanh luôn được hòa hợp, an vui, hạnh phúc, sớm được giải thoát và giải thoát thật sự.